Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Học Kế Toán Online và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề, đó là gì? Là vai trò của tiền mặt trong doanh nghiệp trong cái giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Thế thì đứng trước cái tình hình khủng hoảng như thế này thì ở các nước châu Âu thì các cái doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn do cái dịch bệnh đang hoành hành rất là mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp rất là nhiều. Việt Nam thì cũng đã khống chế được, nhưng mà vẫn chịu những cái tác động của cái dịch. Bởi vậy thì do chúng ta đã đóng cửa biên giới với tất cả các nước, và các cái chuyến bay của chúng ta thì đã không thể nào là đi được ra nước ngoài, và nước ngoài cũng không về Việt Nam được. Bên bởi vậy thì các hoạt động giao thương của chúng ta thì nó chỉ gói gọn ở trong Việt Nam thôi, đặc biệt một số cái ngành như du lịch là gần như là hoạt động cầm chừng, và các cái ngành nghề khác cũng sẽ ảnh hưởng theo cái tác động của các cái ngành nghề mà có liên quan đến cái việc mà chúng ta xuất nhập khẩu, cũng như là cái ngành nghề có liên quan đến cái việc mà hoạt động du lịch. Bởi vậy thì trong cái giai đoạn hiện nay thì cái ảnh hưởng của dịch lên doanh nghiệp Việt Nam là vẫn còn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro, những cái nguy cơ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, và đặc biệt là dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc của chúng ta quay vòng cái tài sản lưu động của chúng ta để chúng ta tạo ra cái sản phẩm hàng hóa và dịch vụ để cung ứng trên thị trường. Mặc dù là trên thị trường ở Việt Nam thì cái nhu cầu của khách hàng của chúng ta với các cái sản phẩm dịch vụ hàng hóa thì nó vẫn có rất là nhiều, đặc biệt là các những nhu cầu thiết yếu cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cho cái cuộc sống bình thường. Nó chỉ có một số các hoạt động như là liên quan đến các cái về du lịch thì là chúng ta gần như là chúng ta bị ảnh hưởng, đặc biệt là du lịch nước ngoài là không, chúng ta không thể kinh doanh được nữa. Thế còn nhà hàng khách sạn thì bắt đầu cũng đã khôi phục trở lại một số các địa điểm mà không có dịch thì chúng ta đã có thể quay trở lại để chúng ta là kinh doanh các cái ngành nghề mà nó trước đây đã bị cấm bởi vì do cái ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên thì do chúng ta chưa mở cửa, bởi vậy và một số các cái ngành nghề của chúng ta chúng ta vẫn bị cái tác động của thị trường, dẫn đến là chúng ta không có khách hàng, không có được cái dòng tiền, và cái việc đó thì nó sẽ là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác, bởi vì chúng ta phải nó là một cái chuỗi và chúng ta phải mua cái hàng hóa dịch vụ đầu vào của chúng ta để chúng ta tạo ra sản phẩm hóa dịch vụ để chúng ta bán cho khách hàng của chúng ta, và khi đó một cái chuỗi đó nó bị ngắt thì các cái doanh nghiệp ở phía sau sẽ bị ảnh hưởng, và dòng tiền của doanh nghiệp này sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp kia, bởi vì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta ở thời điểm hiện tại nó có sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các doanh nghiệp. Nếu như nền kinh tế của chúng ta vận hành một cách bình thường ổn định và doanh nghiệp của chúng ta xác định được cái phân khúc khách hàng của mình, xác định được cái sản phẩm của mình thì chúng ta hoàn toàn có thể vận hành cái doanh nghiệp của chúng ta một cách ổn định, và tài sản của chúng ta nó được tài sản ngắn hạn của chúng ta được quay vòng liên tục và nó tạo ra cái dòng tiền của chúng ta nó luôn luôn được tạo ra một cách đều đặn. Khi đó cái áp lực lên cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ giảm đi. Thế tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì một số doanh nghiệp thì cái áp lực lên dòng tiền nó sẽ lớn lên, bởi vì cái tài sản lưu động của chúng ta nó quay vòng nhưng mà nó không quay vòng đều được, mà nó quay vòng đến đến cái khoản phải thu của khách hàng thì nó dừng lại ở đó và nó không chuyển được thành tiền của doanh nghiệp của chúng ta. Mặc dù các sản phẩm dịch vụ của chúng ta vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng của chúng ta, tức là cái phân khúc khách hàng của chúng ta nó vẫn có cái nhu cầu về cái sản phẩm và dịch vụ đó. Thế tuy nhiên thì cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta khi bán cho khách hàng thì khách hàng lại nợ cái tiền tiền hàng của chúng ta mà khách hàng không trả lại cho chúng ta, làm cho là cái khoản phải thu của chúng ta nó phát sinh tăng, và chúng ta nhìn trên cái tổng tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn của chúng ta ở đây thì chúng ta thấy rằng cái tài sản ngắn hạn của chúng ta nó luôn luôn quay vòng, bởi vì nó đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta thì nó phải luôn luôn quay vòng, nó phải thay đổi trạng thái của nó, lúc thì nó là tiền, lúc nó là hàng, rồi nó lại chuyển thành công nợ, rồi nó lại chuyển thành hàng, nó là một cái chu trình liên tục nó quay như thế, và sau mỗi một cái chu kỳ như thế thì nó tăng cái giá trị của nó lên thì cái doanh nghiệp của chúng ta nó gia tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhưng tuy nhiên trong cái giai đoạn sản xuất kinh doanh của chúng ta nó chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh như thế này thì cái tài sản của chúng ta nó quay vòng nhưng mà nó sẽ dừng lại một phần đâu đó ở cái khoản công nợ khách hàng, tức là tiền được chuyển thành
vật tư hàng hóa, sau đó thì chuyển thành được thì bán cho khách hàng, nhưng mà không thu được cái tiền mà nó lại gì nằm phần lớn là công nợ do khách hàng của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng bởi gì, bởi cái dịch Covid, do đó thì khách hàng của chúng ta lại gì không có tiền và khách hàng lại nợ tiền chúng ta. Và gì để giữ được cái gì, giữ được khách hàng thì chúng ta lại đồng ý để cho khách hàng của chúng ta nợ, để chúng ta gì giảm cái chi phí marketing, giảm cái chi phí bán hàng của chúng ta đi, nhưng chúng ta lại không thu được tiền về, và chúng ta không thu được tiền về thì áp lực trả nợ lên doanh nghiệp của chúng ta bắt đầu nó lớn dần lên, và cái khoản nợ ngắn hạn nó là một cái khoản nợ gì trong thời gian một năm tới, bởi vậy gì những cái khoản nợ nào đến hạn thì chúng ta phải trả, ví dụ như là các khoản nợ gì nhà cung cấp thì chúng ta có thể nợ được, bởi vì khách hàng của chúng ta đang nợ tiền hàng của chúng ta thì chúng ta có thể lại nợ được các nhà cung cấp của chúng ta, thì có thể chúng ta đàm phán, chúng ta có thể thương thảo được với các cái gì các nhà cung cấp của chúng ta để chúng ta có thể gì gia tăng được cái thời gian nợ để gì nó đảm bảo cân đối giữa gì cái gì nợ phải thu và nợ phải trả. Tuy nhiên đối với khoản nợ ngân hàng thì chúng ta không thể làm được như thế, bởi vì khoản nợ ngân hàng của chúng ta là một khoản nợ mà đến kỳ chúng ta phải trả, và gì và khi mà chúng ta không thu được tiền từ khách hàng thì cái áp lực trả nợ lên cái ngân hàng của chúng ta, các khoản nợ vay ngắn hạn đối với các cái tổ chức tín dụng của chúng ta nó ngày càng lớn, và nếu như chúng ta không trả được nợ thì chúng ta sẽ bị khách hàng đánh giá là chuyển nhóm chúng ta từ nhóm A sang nhóm B sang nhóm C, và khi chúng ta bị chuyển nhóm thì đồng nghĩa với việc là gì, cái uy tín của chúng ta trên thị trường nó sẽ giảm đi, và cái lãi vay của chúng ta đối với cái các ngân hàng trên hệ thống ngân hàng thương mại của chúng ta nó sẽ tăng lên, và khi đó thì cái chi phí tài chính của chúng ta nó sẽ lớn lên, và cái rủi ro của chúng ta nó lại lớn lên theo thời gian nữa, bởi vì là cái chi phí của chúng ta nó tăng lên, bởi vì khoản vay được thì áp cái lãi suất cao hơn. Do đó trong cái giai đoạn này chúng ta đặc biệt là chúng ta phải xem xét các cái khoản công nợ khách hàng, bởi vì tại sao, bởi vì là nếu như cái vòng quay của tài sản của chúng ta nó vẫn quay được, đồng nghĩa với việc là gì, chúng ta vẫn tìm kiếm được khách hàng, vẫn có sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường của chúng ta, và thị trường của chúng ta vẫn dùng cái sản phẩm của chúng ta. Tuy nhiên do khách hàng của chúng ta không trả được công nợ do gì ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên là cái người mua hàng của chúng ta, các cái đối tác, các khách hàng của chúng ta mua hàng của chúng ta họ nợ tiền hàng của chúng ta, dẫn đến chúng ta thì không thu hồi được công nợ. Do đó thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải đưa vào các giải pháp làm sao để có thể thu hồi được công nợ tốt hơn, hoặc là chúng ta phải nghiên cứu một cái sản phẩm, một cái dịch vụ mới hoàn toàn, một cái phân khúc khách hàng mới hoàn toàn, để chúng ta có thể bán được cái sản phẩm hàng hóa gì với cái giá trị mà nó phù hợp để chúng ta có thể thu hồi được gì được tiền sớm hơn, bởi vì dòng tiền là máu của doanh nghiệp. Đối với cơ thể của chúng ta thì máu lưu thông thì cơ thể chúng ta mới tồn tại được, mới có thể sống được, thì doanh nghiệp cũng như vậy. Nếu như mà dòng tiền của chúng ta không có, doanh nghiệp của chúng ta không có tiền thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của chúng ta sẽ rơi vào tình trạng phá sản, bởi vì chúng ta không còn tiền để chúng ta gì để mua nguyên vật liệu đầu vào, mua các cái sản phẩm dịch vụ đầu vào để tạo ra các sản phẩm dịch vụ mà cung ứng cho ra ngoài khách hàng của chúng ta nữa. Bởi vì cái việc mà chúng ta luân chuyển nó chỉ đến một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta đã cụt dòng tiền, chúng ta hết dòng tiền rồi, thì đồng nghĩa với việc chúng ta không thể tiếp tục sản xuất được hàng hóa và dịch vụ để cung cấp ra thị trường của chúng ta, mặc dù cái phân khúc khách hàng của chúng ta vẫn có nhu cầu, nhưng mà chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi khách hàng khác. Bởi vậy trong giai đoạn này chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ cái sản phẩm của chúng ta và các cái đối tác khách hàng, các cái khách hàng của chúng ta, xem họ có khả năng trả nợ hay không, xem có thể làm thế nào để có thể đàm phán để có thể gì để thu hồi công nợ tốt hơn hay không, hay là chúng ta cần phải tìm kiếm một cái vấn đề mới của thị trường. Tức là rất nhiều các doanh nghiệp trong cái giai đoạn này thì họ đã tìm ra một cái phân khúc khách hàng mới, và cái phân khúc khách hàng mới này thì chúng ta phải đưa vào đấy một cái sản phẩm dịch vụ mới, và khi đưa vào đó một cái sản phẩm dịch vụ mới thì chúng ta sẽ có cái điều kiện thanh toán khác đi với cái sản phẩm dịch vụ cũ, mà những cái sản phẩm dịch vụ mới này có thể giúp chúng ta thu tiền hàng sớm hơn, tức là gì, là chúng ta bán hàng của chúng ta thu hàng ngay, thậm chí chúng ta chưa có hàng, khách hàng đã đặt hàng của chúng ta thu hàng ngay. Bởi vậy trong cái thời điểm dịch Covid này thì cái việc mà chúng ta gì nghiên cứu thị trường là một cái điều gì chúng ta bắt buộc phải làm, song song với cái việc chúng ta phân tích cái tài sản ngắn hạn này, bởi vì cái tài sản ngắn hạn này nó quay để nó tạo ra gì, nó tạo ra giá trị gia tăng, nhưng nếu nó quay mà nó không gì, nó không thu được tiền của chúng ta nữa, thì đồng nghĩa với việc là gì, là chúng ta phải xem lại cái vấn đề về thị trường, xem lại cái vấn đề về khách hàng của chúng ta, và chúng ta xem là cái thị trường này nó phát sinh các cái nhu cầu mới không, các cái phân khúc khách hàng mới không, để chúng ta có thể gì đưa vào đó các sản phẩm và cái dịch vụ mới, và cái sản phẩm và dịch vụ mới nó phải làm sao giúp được chúng ta gì có được dòng tiền sớm. Bởi vì trong cái giai đoạn khó khăn này của chúng ta thì tiền là rất quan trọng, bởi vì các cái doanh nghiệp khác nó bị ảnh hưởng,
nó sẽ gì, nó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp chúng ta, dòng tiền của doanh nghiệp khác bị ảnh hưởng thì sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp chúng ta. Nếu chúng ta vẫn giữ lại cái cách cũ, giữ lại cái khách hàng cũ mà khách hàng đó họ gì, họ không có gì, không có dòng tiền thì họ sẽ gì, không thể trả nợ được chúng ta, thì chúng ta phải đưa ra một giải pháp mới, tìm kiếm một phân khúc khách hàng mới và tìm kiếm những sản phẩm mới để đưa vào giải quyết các vấn đề của họ và đưa ra các cái gì, những các giải pháp để chúng ta thì gia tăng được giá trị cho khách hàng và gì, và chúng ta có thể thu hàng, thu tiền sớm hơn. Thì cái gì, cái chiến lược về marketing và cái chiến lược về khách hàng bán hàng trong cái giai đoạn này là cần phải gì, cần phải thay đổi, cần phải gì, cần phải cấu trúc lại cái việc gì, marketing và bán hàng, và tìm được phân khúc khách hàng mới. Thì để đảm bảo làm sao cái hoạt động đó, để nó đảm bảo làm sao chúng ta gì, chúng ta thu được tiền. Bởi vậy trong cái giai đoạn này, cái việc mà phân tích cái vòng quay của gì, của tài sản ngắn hạn là phải làm song song với cái gì, cái chiến lược tìm kiếm thì cái phân khúc khách hàng mới, và cũng như là gì, là xem xét cách khách hàng cũ của chúng ta, tức là gì, chúng ta cần phải gì, phải đàm phán với cái khách hàng cũ của chúng ta về cái việc mà gì, trả công nợ, và chúng ta phải xem là cái khách hàng cũ của chúng ta họ có khó khăn gì về dòng tiền hay không. Nếu những cái khó khăn về dòng tiền mà mình có thể giúp được cho họ thì mình phải gì, tối đa là giúp cho họ để làm sao họ có thể trả được công nợ cho mình, để giúp mình gì, gia tăng được dòng tiền để mình có thể tiếp tục, mình có tiền để mình sản xuất hàng hóa để mình cung ứng cho họ. Còn nếu như họ khó khăn, họ không thể trả được thì bắt buộc cái hoạt động gì, nghiên cứu thị trường của chúng ta, nó bắt buộc chúng ta phải kích hoạt một cái phân khúc khách hàng mới, và chúng ta gì, đưa những sản phẩm dịch vụ mới vào trong cái giai đoạn này để chúng ta gia tăng được cái gì, các khách hàng mới, các cái dòng tiền đó, các cái phân khúc khách hàng mới, để đảm bảo làm sao doanh nghiệp của chúng ta thì luôn luôn có tiền để có thể vận hành được, và mới tạo ra được giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, mới tồn tại vượt qua được cái gì, vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng này. Thế thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về gì, về cái vai trò của tiền mặt trong thì trong doanh nghiệp nói chung và trong giai đoạn khủng hoảng nói riêng. Bởi vì trong doanh nghiệp nói chung thì tiền mặt là rất quan trọng rồi, nhưng nếu như mà nó không có khủng hoảng thì cái dòng tiền của chúng ta nó thì nó vận hành đều, cái phân khúc khách hàng của chúng ta nó vẫn đang tốt, cái gì, cái sản phẩm của chúng ta nó vẫn giải quyết được nhu cầu của thị trường, thì khi đó doanh nghiệp của chúng ta không bị áp lực bởi gì, bởi dòng tiền nhiều nữa, và chúng ta thì vẫn duy trì cái gì, cái chiến lược đấy để chúng ta có thể đi phát triển doanh nghiệp của chúng ta. Tuy nhiên thì cái ảnh hưởng của gì, của dịch bệnh, ảnh hưởng của khủng hoảng thì nó làm cho gì, một chuỗi các doanh nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau, và đặc biệt trong đó dòng tiền của doanh nghiệp này ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp kia. Và khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi dòng tiền thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải tìm kiếm một cái gì, một cái sản phẩm mới, một cái dịch vụ mới để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, có thể vẫn là khách hàng cũ hoặc có thể là một khách hàng mới. Bởi vì khi dịch bệnh xảy ra, khi khủng hoảng xảy ra thì có thể cái phân khúc khách hàng cũ của chúng ta họ đã phát sinh cái nhu cầu mới, và khi phát sinh cái nhu cầu mới thì có thể chúng ta bán các sản phẩm dịch vụ mới vào đấy, nó phù hợp để làm sao chúng ta có thể thu tiền được hơn, và chúng ta phải có đưa có các chiến lược để làm sao để tạo ra được cái gì, các cái sản phẩm mà chúng ta bán mà chúng ta thu tiền sớm. Và đó là cái chiến lược mà chúng ta bắt buộc phải, chúng ta phải nghiên cứu trong gì, trong cái giai đoạn khủng hoảng này, chúng ta phải tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn có thể gì giúp chúng ta thu tiền sớm. Đó là bắt buộc là chúng ta phải nghiên cứu cái hoạt động này, và cái hoạt động này nó song song cùng với cái công việc của chúng ta gì, phân tích cái vòng quay của gì, hàng tồn kho, phân tích cái vòng quay của tài sản ngắn hạn trong giai đoạn này. Hai công việc này cần phải được làm đồng thời song song thì đảm bảo được gì, cái việc mà chúng ta gì giữ được cái dòng tiền của chúng ta thì nó đều đặn, nó gì, nó an toàn cho doanh nghiệp của chúng ta, giúp cho doanh nghiệp chúng ta có cái dòng máu tốt, hay là cái cơ thể của chúng ta hình dung là giống như cơ thể của chúng ta, máu luôn luôn được vận chuyển, được luân chuyển trong cơ thể, không bị thiếu máu, người không bị thiếu máu thì doanh nghiệp không bị thiếu tiền, thì khi đó doanh nghiệp của chúng ta vẫn có thể tồn tại được và vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng này. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về gì, về cái chủ đề là gì, là dòng tiền trong gì, trong doanh nghiệp của chúng ta trong giai đoạn khủng hoảng. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn xem, nếu thấy hay thì hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.